member, bởi vì 100% được đã cho em mà cái người trong đám quan đã vừa đậu visa đi học Mỹ. Đầu tiên thì chị cũng có hỏi em là khi mà em căn nhà đầu tiên khi mà em vừa có visa đi học Mỹ là thế nào gì họ và gì. Khi mà em nhận được cái đám visa du học Mỹ thành công thì có em thấy rất là vui và cảm thấy là ngày đó có rất nhiều áp lực của mình. Khi mà vào phỏng vấn thì sự quen có hỏi thực sự lúc mình chưa phỏng vấn và cũng rất là lo lắng, mình không biết là nhận thật sự sẽ hỏi gì, nhưng mà khi mà em vào đó thì em thấy rất là thân, môi trường rất là thân thiện và lãnh sự chỉ hỏi một số thông tin về cá nhân và thông tin về gia đình của em. Vậy thì nếu như mà sau này có các bạn của em đến đại du học Mỹ thì em có lời khuyên là cho các bạn trước khi các bạn đi phỏng vấn thì không được. Lời khuyên là các bạn nên tự tin vào bản thân mình, tự tin vào hồ sơ của mình, bởi vì chắc chắn là sẽ không có gì khó khăn xảy ra lắm. Và một cái thì chắc là hỏi hỏi em thì ví dụ khi em làm hồ sơ tại trung tâm đầu tiên cũng trong ngày đầu tiên thì em đã bước vào và công ty rất là lớn, rất là sổ và những đội ngũ các chị tư vấn viên rất là tận tình, thì có thể tìm một nơi mà em có thể đặt niềm tin vào hồ sơ và chẳng hạn như là cái này chẳng được gì đấy. Bây giờ thì em có thể cho các bạn thấy cái visa đó hỏi của em. Dạ, chúng ta có đơn giản cho các bạn. Xin chào các bạn, mình là Trần Văn Quang, mình vừa nhận được visa đi du học Mỹ. Và mình có một quà chia sẻ cho các bạn là nếu các bạn muốn thực sự đi du học Mỹ thì bản thân các bạn phải thực sự muốn rằng mình phải đi qua đó và phải chuẩn bị một cái tinh thần thật là vững chắc để đặt chân đến Mỹ, bạn phải đương đầu với những cái khó khăn và những cuộc sống mới. Và về vấn đề làm hồ sơ thì bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc chọn một công ty uy tín làm hồ sơ cho các bạn và phải hỏi ý kiến của cha mẹ để tham khảo đánh vào đánh giá. Bản thân mình thì mình thấy là công ty Tân Đại Dương là một công ty rất là uy tín trong những việc chọn hồ sơ, và mình đã được một cái nhìn ấn tượng về công ty này khi lần đầu tiên mình đặt chân đến đây và làm hồ sơ. Và các ông chị tư vấn thì rất là tận tình giảng dạy cho mình trong quá trình và mình thực hiện học phỏng vấn, các câu hỏi phỏng vấn, và qua đó thì mình thấy rất là tự tin khi bước vào phòng phỏng vấn và đạt được visa đi du học.